Xin kính chào toàn thể quý thầy cô bộ môn sinh học. Kính thưa quý thầy cô, như quý thầy cô đã biết thì môn sinh học là một môn mà có tính ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, có lẽ là trực tiếp nhất, cụ thể nhất. Câu chuyện là trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn sinh học với chuyên đề định hướng nghề nghiệp sẽ làm những vấn đề gì, cụ thể hóa như thế nào trong chương trình giáo dục phổ thông. Môn sinh chân trời sáng tạo lớp 10 sẽ được biên soạn như thế nào? Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, tiến sĩ Phạm Đình Văn, giảng viên của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, là một chuyên gia trong lĩnh vực STEM và nhiều năm gắn bó với dạy học môn sinh học ở phổ thông, sẽ trình bày đến quý thầy cô những điểm nhấn của bộ sách này. Trân trọng mời thầy. Vâng, kính chào tất cả quý thầy cô, quý lãnh đạo của tỉnh Tiền Giang thân yêu. Lời đầu tiên, xin thay mặt cho đội ngũ tác giả, xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý thầy cô đã cho phép chúng tôi có một dịp rất là hiếm hoi được giới thiệu đến quý thầy cô bộ sách sinh học của chân trời sáng tạo. Một lần nữa, xin kính chúc quý thầy cô một buổi chiều thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý thầy cô, chúng tôi cũng xin tóm tắt một chút về đội ngũ tác giả của chúng tôi. Thầy chủ biên đó là thầy phó giáo sư tiến sĩ Tống Xuân Tám, hiện nay thầy là trưởng khoa sinh học của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và cùng với tôi cũng chung khoa với thầy Tám. Ngoài ra còn có hai thầy cô Ánh ở trường chuyên Lê Hồng Phong và thầy Đương ở trường chuyên Trần Đại Nghĩa của Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ tác giả xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Với thời gian cũng rất là ngắn và cũng buổi chiều muộn rồi, nên là chúng tôi cũng xin được tóm tắt những điểm nổi bật nhất, điểm mới nhất trong bộ sách của chúng tôi. Phần giới thiệu của tôi có hai phần. Phần thứ nhất sẽ giới thiệu sơ lược ngắn gọn nhất về quan điểm và cơ sở biên soạn. Phần thứ hai, chúng tôi muốn giới thiệu đến những điểm nổi bật của bộ sách sinh học chân trời sáng tạo. Xin kính mời quý thầy cô. Về mặt quan điểm thì chúng tôi cũng thống nhất các quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là của Bộ Chân trời sáng tạo. Ngoài ra thì với bộ sách sinh học, chúng tôi còn có những cái xu hướng tiếp cận mới. Trong đó có ba cái xu hướng mới. Thứ nhất, đó là bộ sách của chúng tôi tiếp cận khá hiện đại với xu hướng quốc tế, đặc biệt đó là xu hướng dạy học phát triển phẩm chất và năng lực người học. Thứ hai, một trong những cái chương trình mà chúng ta đã thấy là đến lớp 9 thì học sinh có thể đi vào các trường nghề, và chắc chắn đã học lên cấp 3 thì học sinh phải có những định hướng nghề nghiệp cao hơn. Vì vậy, bộ sách của chúng tôi cũng được thực hiện theo cái xu hướng là thực hiện giáo dục định hướng nghề nghiệp gắn với môn sinh học. Và một trong những cái quan điểm thứ ba, đó là môn sinh học thì gắn liền với bảo vệ môi trường, đến chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, một trong những cái thực hiện giáo dục phát triển bền vững cho các em, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường hiện nay đang có nhiều thay đổi. Về cụ thể thì chúng tôi xin được trình bày 5 quan điểm biên soạn. Quan điểm thứ nhất, xuyên suốt cả bộ sách giáo khoa, đó là bộ sách của chúng tôi hướng đến hình thành phát triển phẩm chất năng lực người học, và đó là quan điểm chỉ đạo tất cả những quan điểm phía sau. Tiếp theo là dạy học phân hóa và dạy học tích hợp. Như các thầy cô đã biết, đó là quan điểm này đã được quán triệt từ tiểu học cho đến trung học cơ sở và đến môn sinh học, tiếp cận theo các môn tự nhiên xã hội ở tiểu học, môn khoa học và sau đó môn khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở, và đến môn sinh học của chúng tôi cũng được thực hiện theo hai cái hướng là dạy học phân hóa phù hợp với từng đối tượng của người học. Mặt khác, chúng tôi cũng lồng ghép các cái chủ đề, các bài học mang tính tích hợp để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Tiếp tục, quan điểm thứ tư và thứ năm, các thầy có thể thấy đây là những quan điểm khá mới theo hướng tiếp cận quốc tế, đó là học tập qua trải nghiệm, qua thực tiễn, học tập qua các dự án, bởi vì môn sinh học luôn luôn gắn liền với đời sống của các em, gắn liền với thực tiễn ở địa phương. Và đặc biệt đó là tiếp cận mô hình nghiên cứu khoa học. Đây có thể nói là khi mà nhắc đến cái mô hình này, giáo viên và học sinh bước đầu có vẻ mang cái gì đó nó hơi cao xa. Tuy nhiên, phần này chúng tôi triển khai trong sách giáo khoa, sách giáo phiên, và đặc biệt là vừa rồi trong chương trình bồi dưỡng của ITF thì chúng tôi cũng đã đưa cái phương pháp dạy học bằng nghiên cứu rồi. Và thực tiễn
ở một số trường tiểu học, một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện nay đã dạy theo hướng tiếp cận này. Vì vậy, chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào một số bài trong chương trình theo hướng tiếp cận dạy học bằng nghiên cứu thay vì những dạy học thông thường. Và một cái hướng đó là dạy học theo hướng định hướng giáo dục STEM, chúng tôi cũng thể hiện trong cuốn sách Sinh học 10. Ở trong các năng lực thì các thầy cô có thể thấy năng lực vận dụng thì chúng tôi được quán triệt triệt để trong mỗi bài học. Bởi vì nếu chỉ dừng lại ở tri thức, ở kỹ năng mà không ứng dụng thì các em cảm thấy là môn sinh học nó trở nên khô khan và cảm thấy có gì đó nó lý thuyết. Vì vậy chúng tôi cũng tăng cường cái hoạt động vận dụng để các em sẽ hình thành được năng lực vận dụng vào thực tiễn, để cảm thấy kiến thức sinh học nó không bị chết trên giấy tờ mà thực sự nó sống trong thực tiễn, các thầy gọi. Với năm quan điểm này thì chúng tôi được thể hiện trong toàn bộ cấu trúc cũng như là nội dung của sách giáo khoa. Về mặt cấu trúc thì về cơ bản cấu trúc của sách giáo khoa được chia thành từng các phần, trong mỗi phần lại có các chương, trong chương là có các bài. Đối với cụ thể thì chúng tôi có 31 bài được bố trí trong 6 chương và cuối mỗi bài thì có các bài ôn tập. Để mở đầu cho cuốn sách thì chúng tôi có phần mục lục để các em sẽ nắm bắt được khái quát các bài, các chủ đề ở trong môn học. Và tiếp theo đó là phần hướng dẫn sử dụng sách. Ở trong sách giáo khoa thì các cái phần biểu tượng không có các cái chữ hoạt động ở đâu. Do đó chúng tôi đã giải thích rất kỹ ở trang đầu tiên để học sinh có thể qua đó có thể tự học được. Ví dụ các biểu tượng của hoạt động mở đầu bằng cái nút khởi động. Tiếp đến là một loạt các hoạt động hình thành kiến thức mới, rồi hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng. Cuối cuốn sách thì có bảng giải thích thuật ngữ, các thuật ngữ khó. Và ở đây chúng tôi cố gắng mô tả thật ngắn gọn, xúc tích và có phần tra cứu để học sinh có thể dễ dàng tìm hiểu. Vâng, kính thưa quý thầy cô, về mặt nội dung thì chúng tôi cũng tuân thủ theo chương trình về cấu trúc và thời lượng. Trong đó có 70 tiết đối với chương trình của những phần cơ bản thì có thời lượng là 10% dành cho kiểm tra đánh giá, trong đó 90% còn lại được chia làm 3 phần, đó là phần mở đầu 9% thời lượng, phần sinh học tế bào chiếm thời lượng nhiều nhất là 54% và phần sinh học vi sinh vật và virus chiếm 27%. Ngoài ra thì còn có sách chuyên đề với thời lượng là 35 tiết. Với chuyên đề thì phần này như thầy Hường đã thông tin với các thầy cô, đó là một trong những phần mà sẽ định hướng nghề nghiệp rất cụ thể cho các em. Vì vậy trong sách chuyên đề chúng tôi trình bày những quy trình công nghệ rất rõ ràng, cụ thể, đặc biệt là những ứng dụng trong thực tiễn. Và đối với phần công nghệ sinh học, chủ yếu trong phần này là có công nghệ tế bào và công nghệ sinh học vi sinh vật, thì được trình bày rất cụ thể, chi tiết. Và các em qua đó thì có thể có những cái phần liên hệ đến bản thân, năng lực bản thân để góp phần định hướng những nghề nghiệp trong tương lai. Kính thưa quý thầy cô, để thể hiện được cái dạy học phát triển năng lực thì bài học là một đơn vị trong sách giáo khoa và chúng tôi cấu trúc mỗi bài học nó sẽ khác với trước đây các thầy cô. Bài học trước đây thì ta cứ hình dung là các thầy cô cứ một tiết là một bài và cắt nhỏ theo mạch nội dung, cứ đảm bảo 45 phút thì cắt ra một tiết. Còn bây giờ bài học của chúng ta sẽ khác hơn. Các thầy cô hình dung như mỗi bài học là một liều thuốc. Liều thuốc đó nó có 4 viên chẳng hạn, thì học trò phải uống đủ 4 viên thì mới khỏi bệnh. Cũng như là một cái bài học của chúng tôi cấu trúc thì phải có đủ mở đầu, hình thành kiến thức, luyện tập vận dụng. Thì qua chuỗi hoạt động này học trò mới hình thành phát triển một các cái đơn vị phẩm chất và năng lực. Do vậy, dù bài học đó có thể là một tiết hoặc nhiều tiết chứ không mặc định là một tiết như trước đây. Và các thầy cô lưu ý là mỗi bài học là một tiến trình chứ không phải một tiết học là một tiến trình. Do đó, những bài học có thể có hơn nhiều tiết thì có thể hoạt động mở đầu hình thành kiến thức mới là tiết 1, hoạt động luyện tập vận dụng là tiết 2, ví dụ thế. Tôi xin được phân tích cụ thể một bài trong chương trình, đó là bài tế bào nhân sơ. Đối với mỗi bài học thì ban đầu phải phục vụ yêu cầu cần đạt trong chương trình, đó là bắt buộc, bởi vì chương trình là pháp lệnh. Do đó sách giáo khoa chúng tôi cũng tuân thủ từ chương trình. Để đáp ứng được yêu cầu cần đạt đó thì chúng tôi thiết kế một chuỗi các hoạt động. Và các hoạt động này được thiết kế theo một tiến trình logic bài học mà tôi đã phân tích ở trên. Tiếp, đầu tiên đó là phần mở đầu. Mở đầu bao giờ cũng được thể hiện bởi một tình huống hoặc một
vấn đề mang tính chất là gợi mở, học sinh kết nối giữa kiến thức đã học với kiến thức mới. Đặc biệt là qua cái phần mở đầu, học sinh sẽ nắm bắt được trong bài học này các em phải thực hiện những nhiệm vụ gì, những hoạt động gì để hình thành năng lực và phẩm chất. Đồng thời cũng qua mở đầu thì các em sẽ có những cái là hâm nóng cái không khí rồi kích thích tư duy cho các em. Tiếp theo đó là các hoạt động hình thành kiến thức mới thì tôi trình bày trên hai kênh. Một là kênh thông tin, tức là bao giờ muốn các thầy cô muốn đặt câu hỏi thì cũng phải cung cấp thông tin cho học sinh. Người ta nói nếu tất cả các câu hỏi nếu có sự đòn bẩy thì chắc chắn học sinh sẽ trả lời được. Và chính cái sự cung cấp thông tin một cách rõ ràng, cụ thể, đầy đủ cả trên kênh chữ và kênh hình. Và hai kênh này gắn liền với nhau, các hình ảnh chúng tôi được lựa chọn rất là kỹ càng và có những chú thích rất rõ ràng. Tiếp theo đó là kênh hoạt động. Kênh hoạt động được thể hiện qua một chuỗi các câu hỏi. Có ba loại câu hỏi. Loại câu hỏi màu xanh đó là câu hỏi thảo luận. Câu hỏi thảo luận này sẽ phục vụ học sinh là thảo luận, tìm các thông tin này để ra được cái phần là cốt lõi của tri thức. Các câu hỏi thảo luận này được đánh số theo từ 1 cho đến N trong mỗi bài học. Và tiếp theo đó là các câu hỏi màu vàng cam là câu hỏi luyện tập. Những câu hỏi này sẽ được tổ chức ở lúc nào? Đó là sau khi thảo luận xong rồi, các em báo cáo rồi, thì các thầy cô sẽ mở rộng thêm cho các em trao đổi thảo luận thêm, trả lời những câu hỏi phần luyện tập. Và loại câu hỏi thứ ba đó là câu hỏi vận dụng. Câu hỏi vận dụng thì thầy cô thấy là câu hỏi vận dụng bao giờ cũng ở cuối bài. Và những câu hỏi vận dụng này đấy là học sinh sẽ vận dụng những tri thức, những kỹ năng đã học ở trong bài học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Và cuối mỗi bài thì chúng tôi có cuối mỗi hoạt động thì có cái phần tóm tắt nội dung của bài học. Phần tóm tắt này là gợi ý để học sinh những cái cốt tri thức cốt lõi. Tuy nhiên phần này cũng không bó buộc sáng tạo của học sinh. Đây chỉ là những gợi ý và các thầy cô có thể thông qua tổ chức hoạt động, học sinh phải tự rút ra những tri thức của bài học mang chất ngắn gọn. Và cuối mỗi bài thì có phần bài tập. Đây là một trong những điểm mới mà thầy cô có thể thấy là trong bộ sách của chúng tôi thể hiện rất rõ, đó là bài tập phát triển phẩm chất và năng lực. Chứ không còn bóng dáng của những bài tập chỉ nhớ lại những thông tin về mặt tri thức đơn thuần. Do vậy, tất cả những bài tập thì chúng tôi được cấu trúc theo những tình huống trong thực tiễn. Và học sinh muốn giải quyết được thì học sinh phải vận dụng tổng hợp những kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết. Ví dụ trong bài này thì chúng tôi đưa ra một cái tình huống là có một cái người sử dụng ba cái loại chất kháng sinh. Nhưng sau đó thống kê thì cái kháng sinh A là 0%, kháng sinh B là 61% và kháng sinh C 30%. Và nếu tổng hợp của kháng sinh B và C thì hiệu quả nó sẽ cao hơn là từng kháng sinh đơn lẻ. Qua những thông tin đã cho này, chúng tôi đưa ra ba cái yêu cầu để học sinh tư duy. Ví dụ là dựa vào cái phác đồ là sử dụng chất kháng sinh ở trên thì có thể dự đoán là người này nhiễm ít nhất mấy loại vi khuẩn. Và sau đó chúng tôi đưa ra một dữ kiện là cho biết kháng sinh C sẽ có cái tác dụng là ức chế cái hoạt động tổng hợp protein ở ribosome. Vậy vì sao, giải thích vì sao là kháng sinh C lại có hiệu quả thấp hơn kháng sinh B? Bởi vì kháng sinh muốn đi vào trong ức chế ribosome thì phải đi qua màng tế bào. Do vậy và khi màng tế bào thì có thính thấm chọn lọc, do đó nó cũng có một phần hạn chế chất cái kháng sinh này đi vào. Do đó kháng sinh C có hiệu quả thấp. Và bên cạnh đó nếu phối hợp của cả hai loại kháng sinh thì vì sao nó lại có tác dụng cao hơn? Bởi vì mỗi loại kháng sinh có những cái đặc tính tiêu diệt vi khuẩn riêng biệt, nhưng nếu phối hợp cả hai cái thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn. Thì đó là một trong những cái điểm mới nói về câu hỏi bài tập ở cuối mỗi bài, cũng như là câu hỏi bài tập trong sách bài tập. Kính thưa quý thầy cô, vừa rồi tôi đã trình bày một đơn vị của bài học trong sách giáo khoa. Và sau đây tôi xin được trình bày tóm tắt 7 điểm nổi bật trong sách giáo khoa sinh học 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Điểm nổi bật thứ nhất mà có thể xuyên suốt nhất đó là tôi khẳng định rằng sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo được thiết kế theo hướng hình thành phát triển phẩm chất năng lực người học. Vậy để hình thành phát triển được phẩm chất người học thì chúng ta phải thiết kế như thế nào và các thầy cô tổ chức hoạt động như thế nào? Nếu trước đây các thầy cô cứ dạy hết khái niệm rồi dạy đến đặc điểm rồi dạy đến vai trò thì bây giờ nó không còn như thế nữa thầy cô. Và tất cả những hoạt động đó là những hoạt động hình thành kiến thức mới. Và chúng ta sẽ hướng đến học sinh, tổ chức cho học sinh thực hiện một loạt các hoạt động, bắt đầu từ hoạt động khởi động,
đến hoạt động hình thành kiến thức mới. Sau hình thành kiến thức mới, các em được trao đổi, thảo luận và rút ra những kết luận nhận xét, có thể là những thông tin tri thức hoặc là những cái bài báo cáo thực hành. Và qua chính phần này trao đổi, thảo luận, tham gia hoạt động thì học sinh sẽ hình thành được vừa năng lực nhận thức, vừa năng lực tìm hiểu thế giới sống thông qua hoạt động là như là thực hành, quan sát hay là thực làm thí nghiệm, trải nghiệm, vân vân. Và sau đó thì học sinh sẽ được tham gia vào hoạt động vận dụng. Hoạt động vận dụng có thể thực hiện ở trên lớp, hoặc các em có thể giao thầy cô giao cho em về nhà thực hiện và sau đó báo cáo lại với giáo viên. Như vậy qua một chuỗi các hoạt động này thì học sinh chắc chắn sẽ hình thành được các phẩm chất và năng lực sinh học, đồng thời cả năng lực chung. Ví dụ thông qua thảo luận thì học sinh hình thành được năng lực hợp tác, đúng không? Hay là thông qua các em tổ chức báo cáo thì các em sẽ hình thành được các năng lực giao tiếp, hay là năng lực giải quyết vấn đề thông qua các tình huống, vân vân. Có thể thấy qua một chuỗi các hoạt động khá đa dạng mà chúng tôi thiết kế trong sách sinh học 10, ví dụ là học sinh quan sát hình ảnh, đọc thông tin, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, thực hiện giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, đóng vai hoặc là thực hiện các cái thực hành thí nghiệm, trải nghiệm thực tế, quan sát ngoài thực tiễn để hình thành tri thức. Qua đó các em sẽ phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống thông qua tham gia hoạt động, và đồng thời phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng cũng như là bồi dưỡng các phẩm chất. Cái điểm nổi bật thứ hai mà tôi đã thông tin như lúc nãy thầy cô, đó là bài tập được thiết kế theo bài tập theo đánh giá năng lực và bài tập định hướng nghề nghiệp. Có thể thấy các thầy cô thấy là bóng dáng của các bài tập không còn là hỏi A là gì, B là gì, có đặc điểm gì nữa, mà đó là tất cả các bài tập đều gắn với các tình huống trong thực tiễn. Như vậy qua phần này học sinh không chỉ trả lời lại những gì các thầy cô đã dạy, mà học sinh bắt buộc phải vận dụng tổng hợp các tri thức, các kỹ năng, đặc biệt là phải gắn với các tình huống trong thực tiễn để giải quyết vấn đề. Như vậy, lâu nay các thầy cô dạy tri thức rất là tốt và học sinh Việt Nam rất giỏi về tri thức. Nhưng cái yếu nhất đó là cái khả năng thực hành, khả năng ứng dụng. Và lần này chúng tôi cố gắng đưa vào trong sách giáo khoa để khắc phục được những cái phần mà liên quan đến thực tiễn. Và cái một phần các thầy cô có thể thấy đó là ngoài những câu hỏi về đánh giá năng lực thì chúng tôi cũng lồng ghép những bài tập định hướng nghề nghiệp gắn với các nghề nghiệp, như là các cái vấn đề liên quan đến sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật và rất nhiều nghề mũi nhọn hiện nay đang phát triển. Điểm nổi bật thứ ba, các thầy có thể thấy như tôi đã giới thiệu trong năm quan điểm lúc đầu, đó là chúng tôi thiết kế sách giáo khoa sinh học 10 một số bài theo định hướng tiếp cận mô hình nghiên cứu khoa học. Cái vấn đề này chúng tôi nghĩ rất là khó, nhưng nếu chúng ta thực hiện thì chắc chắn sẽ thành công và học sinh nó sẽ thích thú, tích cực và ham thích môn sinh học. Thay vì các thầy cô tổ chức các bài thực hành như trước đây, tức là ta cứ giao quy trình rồi các em sẽ thực hiện và báo cáo thực hành, thì chúng tôi thiết kế thành một số bài theo định hướng nghiên cứu khoa học. Và để thực hiện bài học này thì chúng tôi đưa ra tiến trình như các nhà khoa học đã tìm ra tri thức, bao gồm bước đầu tiên là các em quan sát trong thực tiễn để trải nghiệm. Ví dụ các em quan sát khi nấu nồi canh củ dền với củ khoai tây thì sau đó thấy củ khoai tây nó lại trở nên có màu đỏ đỏ của củ dền, và học sinh giải thích vì sao lại như vậy. Và từ cái vấn đề đó học sinh có thể đặt ra vấn đề cái khoai tây này có thể là nhiễm cái màu do củ dền tạo ra, và từ đó các em sẽ đặt ra các giả thuyết. Ví dụ giả thiết đó là nếu khoai tây nấu chín thì sẽ khả năng ngấm các cái chất màu này nhiều hơn, bởi vì mà khi mà trộn lẫn giữa khoai tây sống với củ dền sống thì khả năng bắt màu của khoai tây nó kém hơn. Vậy để chứng minh hoặc bác bỏ điều đó thì các em phải lập ra một cái phương án để kiểm chứng. Ví dụ là cắt hai lát khoai tây sống và chín, sau đó nhuộm màu. Các em sẽ quan sát thời gian, tốc độ cũng như là khả năng bắt màu của lát khoai tây sống và chín. Lát khoai tây sống là phần thực nghiệm, lát khoai tây chín là đối chứng. Như vậy qua phần này chúng tôi trong cái phần này chúng tôi có các thí nghiệm như tính thấm có tròn lọc, hay là thí nghiệm co phản co nguyên sinh, thí nghiệm tan và teo tế bào. Thay vì chỉ làm những thí nghiệm này đơn thuần thì các em sẽ trước hết đó sẽ đặt ra các giả thuyết và tìm phương án chứng minh. Về phương án chứng minh thì ngoài những cái bài này thì có thể có những bài khác, có những bài thì không thể thực nghiệm được thì các em có thể tiến hành chứng minh bằng cách điều tra khảo sát thực trạng, từ đó để đề xuất các vấn đề giải quyết trong thực tiễn. Và sau đó thì học sinh sau khi mà thực hiện các cái kết quả nghiên cứu này rồi thì các em sẽ là
chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết. Và cuối cùng các em có những cái báo cáo thực hành thông thường. Tuy nhiên báo cáo, trong báo cáo này chúng tôi nhấn mạnh là các em phải rút ra được kết luận, và kết luận đó phải ứng dụng được thực tiễn thông qua các cái kiến nghị của học sinh. Ở cái phần dạy học theo tiếp cận nghiên cứu học thì có lẽ các thầy cô cũng đã làm quen ở trong module 2. Module 2 chúng tôi đưa vào cái phương pháp này rất là cụ thể và có ví dụ rõ ràng. Cũng rất hy vọng quý thầy cô sẽ nghiên cứu thêm để chúng tôi sẽ tổ chức cho học sinh qua những bài học này thành công. Và những bài học này chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển ở mô hình này ở lớp 11, ở 12 theo một mức độ tăng dần. Một cái định hướng thứ tư có thể các thầy cô thấy rất quen thuộc, đó là định hướng theo giáo dục STEM. Lâu nay môn sinh học của chúng ta là một trong những môn cùng với lý hóa đã tổ chức rất nhiều hoạt động giáo dục STEM ở nhà trường phổ thông, và chúng tôi nghĩ học sinh rất hào hứng với hoạt động này. Vậy thì để làm sao đưa hoạt động này vào trong nhà trường một cách chính thống mà không phải chỉ qua những cái phần mà thi đua, phần hội thi, phần hoạt động ngoại khóa, thì chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào một số bài theo mô hình giáo dục STEM. Đó là chúng tôi thiết kế ở dạng đầu tiên là bài học STEM theo công văn 3089 mà thầy cô đã được tiếp cận. Bài học STEM là đơn giản nhất, sau đó thì các em trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học STEM. Đối với loại bài này chúng tôi cũng thiết kế theo các bước. Đầu tiên là tạo tình huống, các em sẽ nghiên cứu trong thực tiễn để đưa ra các tình huống, các vấn đề cần giải quyết. Sau đó khi mà các em đã xác định được các tình huống này rồi thì các em sẽ xác định vậy thực chất trong cái bài học này cần giải quyết điều gì. Và để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta sẽ cải thiện được vấn đề chỉ trong thực tiễn bằng cách là xác định sản phẩm của giáo dục STEM. Vì mỗi bài STEM nếu phải tạo ra một sản phẩm. Ví dụ trong bài này học sinh có thể tạo ra sản phẩm, đó là học sinh làm sữa chua, học sinh muối dưa chua, học sinh làm rượu nho, học sinh làm bánh mì, vân vân. Đó là những vấn đề mà học sinh đã nghe, đã thử, thưởng thức, nhưng mà thực hiện bắt tay thì là cả một quá trình. Vì vậy chúng tôi đã cho các em đầu tiên, đó là các em sẽ xác định được cái sản phẩm đó và tiêu chí đánh giá sản phẩm đó. Tiếp theo, về kiến thức nền, để tạo ra sản phẩm này các em phải sử dụng các kiến thức tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau. Những kiến thức nền có thể là những kiến thức đã học, chúng ta huy động lại, hoặc là các thầy cô có thể bổ sung thêm một số cái quy trình, một công nghệ cũng như là các kiến thức liên quan để tạo ra được sản phẩm một cách dễ dàng. Ở bước tiếp theo là các em sẽ đề xuất các giải pháp. Về các giải pháp này, trên cơ sở những quy trình chung, những cách làm thực hiện thông thường, thì các em sẽ căn cứ vào thực tiễn trong gia đình các em, trong nhà trường các em để đề xuất ra những quy trình phù hợp. Khi đã có quy trình phù hợp thì các em sẽ tiếp tục báo cáo, trao đổi, thảo luận trước tập thể lớp để nhận được ý kiến đóng góp của các bạn trong lớp để hoàn thiện quy trình. Và khi đó có quy trình chuẩn rồi thì các em sẽ bắt tay vào thực hành để tạo ra sản phẩm. Và sau đó các em sẽ đánh giá sản phẩm đó đã đạt yêu cầu hay chưa. Và để đánh giá được thì chúng tôi cũng cung cấp cho học sinh các cái tiêu chí để đánh giá rất cụ thể và rõ ràng. Cái điểm mới nổi bật tiếp theo đó là dạy học dựa trên trải nghiệm. Kính thưa quý thầy cô, đây là một vấn đề mà các thầy cô có thể thấy vừa trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 có một hoạt động gọi là hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Xin lỗi các thầy cô, hoạt động trải nghiệm ở tiểu học và sau đó thì hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ở trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vậy trong từng môn học nó có trải nghiệm không? Và chúng ta trải nghiệm trong môn sinh, đó là trải nghiệm trong môn học, nó cũng tương tự về nguyên lý, nhưng mà trải nghiệm đó là áp dụng những tri thức sinh học để học sinh thông qua con đường là học qua trải nghiệm, học không qua làm. Do đó rất nhiều phần thực hành, nhiều phần quan sát trong thực tiễn mà thay vì trước đây chúng ta tổ chức ở sau khi mà học lý thuyết. Nghĩa là học sinh lý thuyết rồi thì mới được thực hành để minh họa cho lý thuyết. Thì bây giờ chúng ta mạnh dạn đưa những phần thực hành, những phần quan sát thực tiễn đó để đưa vào học sinh tìm ra tri thức mới. Thì cách học đó là học qua trải nghiệm. Do đó trong chương trình chúng tôi đưa vào ở các hoạt động trình thành kiến thức mới và đặc biệt đó là hoạt động vận dụng thì theo hướng trải nghiệm. Cái điểm nổi bật tiếp theo thứ sáu đó là chúng tôi áp dụng triệt để dạy học giải quyết vấn đề. Bởi vì nếu các thầy cô cứ dạy theo một đường thẳng thì chắc chắn không tạo ra những áp lực cho học sinh khi thực hiện. Do đó chúng ta cố gắng tạo ra những cái khúc mắc, tạo ra những cái vấn đề trong thực tiễn, tạo ra những mâu thuẫn, bắt đầu từ những hoạt động mở đầu. Bao giờ cũng được hình thành bởi một cái tình huống, bởi một vấn đề. Và những vấn đề này là vấn đề mở. Chúng ta cho học sinh trao đổi thảo luận nhưng có thể chưa có câu trả lời. Và câu trả lời đó dần dần hé lộ trong những hoạt động tiếp theo. Và qua đó chắc chắn sẽ kích thích học sinh
mong muốn được tìm hiểu, mong muốn được thực hiện các hoạt động tiếp theo để tìm ra lời giải của vấn đề. Và cái điểm nổi bật thứ bảy, và chúng tôi cũng đã đưa vào trong chương trình sinh học 10 chân trời sáng tạo, đó là dạy học thông qua dự án các thầy cô. Bởi vì sinh học nó gắn với thực tiễn, và chắc chắn sinh học không chỉ học ở trong căn phòng bốn bức tường các thầy cô, mà sinh học phải vượt ra lớp học, phải học ngoài tự nhiên, học ở trong vườn trường, học ở phòng thí nghiệm, thậm chí là đi tham quan thực tế trải nghiệm, hoặc là ngay ở trong môi trường, trong gia đình của các em. Do đó, các cái dự án này được thực hiện một cách dài hơi, có thể là 1 tuần, 2 tuần, và các em sẽ phát huy cái tinh thần làm việc nhóm và có sản phẩm, những dự án rất cụ thể và rõ ràng. Cụ thể trong sinh học 10 chúng tôi có 5 cái dự án, trong đó có 2 dự án ở trong sách học sinh và 3 dự án trong sách chuyên đề. Mỗi dự án chúng tôi được thiết kế rất chi tiết, đầy đủ, hướng dẫn học sinh rất chi tiết, từ việc là chuẩn bị như gì, tiến trình thực hiện thông qua những bước nào, lập kế hoạch ra sao, sản phẩm yêu cầu như thế nào, và đặc biệt là có gợi ý bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án. Đồng thời cũng hướng đến học sinh không chỉ thực hiện đến kết quả cuối cùng mà còn phải coi trọng quá trình hợp tác để tạo ra sản phẩm. Vâng, kính thưa quý thầy cô, vừa rồi tôi đã trình bày 7 cái điểm nổi bật nhất. Ngoài ra rất còn nhiều nổi bật khác mà chúng tôi chưa có dịp để trình bày đến các thầy cô. Cũng rất mong quý thầy cô sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đọc qua cái bản mẫu cũng như là đọc thêm các tài nguyên ở trên các cái trang hệ tài nguyên số của nhà xuất bản giáo dục. Kính thưa quý thầy cô, có lẽ các thầy cô có một điều trăn trở, đó là làm sao để thực hiện được chương trình. Vậy thì câu trả lời chúng tôi đó là chúng tôi ngoài sách giáo viên, sách giáo khoa, thì chúng tôi đã có hệ thống sách đi kèm, gồm có sách giáo viên thiết kế cho sách học sinh, sách giáo viên cho sách chuyên đề, cũng như là hệ thống sách bài tập. Và qua những phần này chúng tôi nghĩ là những hướng dẫn khá chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô thực hiện chương trình một cách dễ dàng. Đầu tiên đó là tôi nói về sơ qua về sách giáo viên dành cho sách học sinh và sách chuyên đề, được thiết kế theo 2 phần. Phần thứ nhất là hướng dẫn chung, phần hướng dẫn chung chúng tôi đưa vào. Thứ nhất đó là gợi ý về phân phối chương trình, bởi vì trong sách giáo khoa không thể hiện số tiết. Thì phần này trong cái sách giáo viên chúng tôi dự kiến các số tiết để thầy cô có thể có những căn cứ để thực hiện phân phối chương trình theo một cách tùy vào từng trường, tùy vào từng tỉnh, chúng ta có những cái linh động. Và bên cạnh đó chúng tôi có những cái định hướng về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Và trong từng bài hướng dẫn cụ thể thì chúng tôi sẽ có những hướng dẫn rất chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô thiết kế kế hoạch bài dạy theo những hướng dẫn mới nhất của Bộ Giáo dục, như là theo công văn 5512 hay là công văn 2613. Bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, từ cái yêu cầu cần đạt rất là khái quát thì chúng tôi cụ thể hóa các cái mục tiêu rất rõ ràng gắn với từng hoạt động, và mỗi mục tiêu được gắn với từng năng lực cụ thể. Bởi vì thầy cô muốn chuyển hóa nội dung thành năng lực thì phải biết nó là năng lực gì, nó là phẩm chất gì. Sau đó thì chúng tôi có mã hóa. Cái phần mã hóa này thì rất là khó, tuy nhiên là chúng tôi có những hướng dẫn chi tiết các thầy cô có thể tham khảo thêm. Tiếp theo trong phần sách giáo viên cũng hướng dẫn các thầy cô lựa chọn các phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học tích cực, các phương tiện và học liệu, đặc biệt là tiến trình dạy học thì chúng tôi mô tả khá chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô có thể sử dụng. Đó là chúng tôi thiết kế theo 4 bước tổ chức hoạt động, giao nhiệm vụ gì, học sinh thực hiện như thế nào, theo kỹ thuật gì, và trả lời, hướng dẫn trả lời các hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa một cách là rõ ràng, cụ thể. Và một số bài nghiên cứu khoa học thì chúng tôi cũng định hướng trong sách giáo viên rất là cụ thể về cách thiết kế các thí nghiệm để thầy cô có những định hướng học sinh tổ chức các cái thí nghiệm này như thế nào, theo nghiệm thức nào, và tổ chức lại ít nhất là 3 lần. Tiếp theo đó là sách bài tập. Thì sách bài tập được chúng tôi đưa vào hệ thống bài tập khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số bài tập để tái hiện lại kiến thức, ôn tập củng cố, và đặc biệt là hệ thống bài tập phát triển năng lực, định hướng nghề nghiệp, vận dụng thực tiễn. Đối với các bài tập này chúng tôi có lời giải, tuy nhiên chỉ mang tính chất hướng dẫn giải các thầy cô, bởi vì những bài tập này là những bài tập mở gắn liền với thực tiễn của các em. Do đó không để các em chỉ dựa vào những lời giải này mà không phát huy được tính sáng tạo. Do vậy chúng tôi chỉ đưa vào những cái định hướng, những cái hướng dẫn giải thôi. Do đó các thầy cô cũng yên tâm là học sinh không phải chỉ sử dụng sách giáo khoa mà ỷ lại được. Kính thưa quý thầy cô,
Rất mong là quý thầy cô trong thời gian chúng tôi trình bày rất ngắn gọn và súc tích, có lẽ là chưa hết thể hiện hết cái quan điểm soạn sách giáo khoa, và rất mong quý thầy cô sẽ xem thêm cái hệ tài nguyên trực tuyến của nhà xuất bản giáo dục thông qua các website. Kính thưa quý thầy cô, vừa rồi tôi đã trình bày một cách tóm tắt về sách giáo khoa sinh học 10 chân trời sáng tạo. Sau đây chúng tôi xin được tóm tắt một vài điểm nổi bật nhất của sách giáo khoa của chúng tôi. Thứ nhất, đó là sách giáo khoa theo tiếp cận phát triển năng lực, với cái tiếp cận là chuẩn mực khoa học hiện đại theo cái quán triệt của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, cũng như là thiết thực, dễ hiểu và hấp dẫn. Trong đó sách giáo học sinh thì ngắn gọn, dễ hiểu, sách giáo viên chi tiết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, và cách tiếp cận thì khá hiện đại theo xu hướng quốc tế, đó là tiếp cận nghiên cứu khoa học, tiếp cận giáo dục STEM, tiếp cận giải quyết vấn đề học qua trải nghiệm, học qua dự án. Trên cơ sở đó, chúng tôi tin tưởng rằng với cuốn sách của chúng tôi thì giáo viên sẽ dễ dạy, học sinh dễ học, và chắc chắn giáo viên sẽ dễ dàng biên soạn các kế hoạch bài dạy để thực hiện chương trình một cách hiệu quả và thuận lợi. Kính thưa quý thầy cô, chúng tôi thay mặt nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã tạo điều kiện chúng tôi được giới thiệu, và một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý lãnh đạo cùng quý thầy cô dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Đình Văn. 7 điểm nổi bật của sinh học 10 chân trời sáng tạo, và chúng tôi đã thấy tất cả những chất liệu cuộc sống, đúng không? Từ những nồi, tôi gọi nồi canh nhà, nồi canh nấu củ dền với khoai tây, vâng, đến tất cả những cái chất liệu khác, chúng tôi đã thấy chất liệu cuộc sống ùa vào trang sách, và để làm cho nó thực sự sinh động hơn, và cấu trúc sách như thầy cô, quý thầy cô đã thấy là dễ dạy, dễ học. Kính thưa quý thầy cô, đây cũng là báo cáo cuối cùng, và sau đây thay mặt nhà xuất bản Việt Nam, chúng tôi xin nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chúng tôi xin có đôi lời. Sau một ngày làm việc thì tất cả những chủ biên, tổng chủ biên và tác giả của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam của bộ sách Chân trời sáng tạo đã gửi đến quý thầy cô 9 báo cáo với nội dung, và cùng với những môn khác, chúng tôi hy vọng báo cáo của nội dung môn sinh sẽ mang đến cho quý thầy cô những thông tin căn bản đủ tin cậy để quý thầy cô có một sự lựa chọn phù hợp cho chương trình năm học tới về sách giáo khoa. Kính thưa hội thảo, thay mặt nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tạo mọi điều kiện để cho hội thảo được diễn ra và thành công tốt đẹp. Thú thực, chúng tôi đã làm trên 226 hội thảo, nhưng đây là một hội thảo mà rất đặc biệt. Có lẽ cái đặc biệt đó không chỉ đến từ tôi, mà tất cả những thầy cô giáo sau khi báo cáo xong ra về đều nhắn lại và có cảm xúc này. Đó là lần đầu tiên có một phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và một trưởng phòng trung học phổ thông ngồi 2 ngày từ đầu đến cuối. Điều này chúng tôi rất cảm kích, mà một lần nữa xin được cảm ơn. Và điều cuối cùng, cho xin phép thầy cho tôi một phút nữa thôi ạ. Vâng, một điều cuối cùng, như quý thầy cô thấy, Chân trời sáng tạo với hình ảnh logo của một mặt trời phương Nam mở rộng ra trên nền trời xanh thẳm, và những cái màu sắc chủ đạo của xanh và vàng, đây chính là màu của đồng bằng sông Cửu Long trù phú của nắng ấm phương Nam. Chúng tôi gửi tất cả những tâm tình, những tâm huyết của những người làm giáo dục vào trong đó, và chúng tôi mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ của quý thầy cô. Và quý thầy cô hãy nhớ, Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trân trọng cảm ơn quý thầy cô.